Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game. Để xem nào. Trò đầu tiên là Tôm Tam Đất. Xem nào. Trò ta tinh đình. Và mục này không có gì hết này. Tiếp đến là trò tô cô rân. Xem giờ bút lần này và chỉ cần cụ thưởng thank you.
nhiều vụ thành thử, nhiều vụ thành running bed. Rồi này, chọn như vừa là chú thỏ tên là gì đây? Luna. Mà quá là được thoáng trượt mới nhỉ. Subway Surfer. Thank you.
tiếp đến là trò DNA Evolution. Tiếp level 2, chú trọng những ai tìm hệ băng. Ngoài khởi đầu lúc này là thu thập hệ lửa, lấy chìa khóa lần đầu. Như vậy thì toàn đám cháy không có khả năng tạo ra. Bắn ra quả cầu lửa hay là bất kỳ tung chiêu nào khác này. Nâng cấp như vậy này. Đây là sẽ là lửa băng. Ok, giờ phải khác nhau để tạo dáng rồi. Cho nó khôi ngầu. Tiếp đến là trò bottle jump. Chắc là không. Tiếp đến là trò Zerion.
chơi chế độ màn khó. Không đủ tiền để nâng cấp này, chán nhỉ. Ôi không, chơi lại màn này xong. Đến giờ xây dựng thành một con tàu. Đã hoàn thành rồi. Đây là con tàu cơ biến. Đây là cái gì? Rồi làm sẽ rõ. Và cuối cùng là Correct Entry. Hồi hết những đồ vật xung quanh cũng khá nhanh lên. Xong rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.